Vâng, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của chúng chị. Thì có thể thấy xung quanh bên đây có rất nhiều đông bà con cô bác đến viếng trong cái ngày chủ nhật hôm nay. Hình như là có người nhà vô của chúng chị. Người nhà vô nãy giờ là hả em? Vâng. Ủa lên đây làm dọn mộ hả em? Dạ, dọn mộ những cái hoa hẻ đó rồi. Gì hả? Vâng. Ồ, chị mới lên chị? Cũng nãy giờ. À, nãy giờ hả? Dạ. Gì hả? Ồ, gì là mình vô trễ rồi. Quay cái chị Nga ở trong kia. À, chị Nga với mấy anh ở trong đây hả? Dạ, mấy chị đang dọn hoa quý chú chị ơi. Đang dọn hoa quý chú chị. Lại cho nó gọn gàng lại mọi người. Nó đẹp lắm. Gia đình quá luôn. Và có một cái chậu hoa đồng tiền rất là đẹp luôn mình nha. Hướng dương nữa. Đây có hai cháu gái. Nghị hoa, nghị hoa. Nghị hoa thêm đẹp thêm nữa chị. Đẹp thêm không sao. Nghị hoa vô nữa. Ồ có hoa ly. Ở đây là bà con đến rất là đông luôn quý chú chị ạ. Con gái, chào con gái. Giỏi. À, quá đông rồi quý chú chị. Nhà lên dọn hoa lại rồi à. Cắm hoa do mộ của chú quý chú chị. Dạ chào cô. Chào cô. Phóng. Dạ. Đến đây lâu chưa hai cô? Dạ. Con mới vừa tải video, con mới vừa vô luôn nè. Dạ cô. Gì cô? Có sức thì dạ. Cô gửi tiền cho mình quý chú chị ạ. Coi à, dạ con không quay cô rồi. Nói chung là tại vì ai gửi thì con cũng hay nói gì đó. Tại vì có gì thì nói nấy. Chứ con không có mắc cỡ. Bây giờ đi kiếm. Dạ. Bây giờ đi kiếm Duy Minh đó. Dạ cô. Cô đứng lại ngoài chưa gặp Duy Minh chưa chịu về đó. Giờ đi về. Xong rồi. Dạ. Con cảm ơn hai cô. Cho thấy hình đi, cho bác thấy hình đó. Dạ. Sao cô? Dạ 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 con sẽ không có đi dạ con cũng cảm ơn cô ha. Dạ chúc cô hai cô nhiều sức khỏe nha cô. Ủa cô đến đây lâu chưa mà cô gì rồi? Dạ cô từ đâu đến cô? Người nè Rạch Giá, người nè Hóc Môn. Hóc Môn gì là ở thành phố Hóc Môn mà thành phố chị Hồ Chí Minh. Dạ ở lại một tiếng hả gì cô nên lâu hả? Dạ vậy chúc cô đi đường thượng lộ bình an nha cô, chúc cô nhiều sức khỏe, nhất là sức khỏe nha cô. Có sức khỏe là mình kiếm ra tiền nha, chứ không có sức khỏe là sức khỏe là quan trọng nhất nha cô. Chúc hai cô nhiều sức khỏe. Con định hỏi thăm cô là tên gì mà con không biết có hồi thứ được rồi. Cô này hả? Cô này tên Phượng. Dạ. Tên này là tên Chính Sương. Cô Chính Sương như là cô kinh Phượng. Doanh ở 89 Hòa Hưng. Dạ cô làm gì? Cô bánh trái cây. Bánh trái cây hả? Dạ vì con chúc cô là mua mai bán đất nghe cô. Có dĩa trái cây chôm chôm với măng cục của cô Sương gì hả? À, để chút xíu con vô đó con chia sẻ cái làm gì làm đi. Dạ xem dạ rồi chúc cô nhiệt khỏe, con cảm ơn cô ha. Dạ con cảm ơn cô nha. À quý chú anh chị hai cô
Cô rất là mến mộ mình, nói thật sự luôn, những cái tấm chân tình của bà con cô bác thì Duy Minh rất là biết ơn cô bác đã ủng hộ Duy Minh, cũng như là Duy Minh đã có chia sẻ ở đây lâu rồi quý chú anh chị, cho nên là bà con cũng là biết Duy Minh và ủng hộ thì mình rất là cảm ơn bà con luôn. Hôm trước thì có một cái cô cũng gỡ tiền cho mình nhưng mà mình không nhận, là cô rất là buồn luôn quý cô chú anh chị. Cô gỡ mình nhận, khi mình nhận mình cũng cho người khác thì cô cũng buồn, mà không lấy cũng buồn, cho nên là Duy Minh phải bắt buộc phải nhận, và Duy Minh sẽ ghi lại và để vô cái quỹ quý chú anh chị. Sau này Duy Minh sẽ đi chia sẻ những hoàn cảnh nghèo, Duy Minh sẽ ghi tên lại những cái quý khán giả mà gỡ cho Duy Minh đó, ghi tên lại, và sau này Duy Minh sẽ lấy số tiền này ra. Những số tiền này là toàn quyền quyết định của Duy Minh, cho nên là có thể là Duy Minh sẽ thông báo và gửi video cho tất cả bà con khi mà Duy Minh sử dụng những cái tiền này cho bà con được biết ha quý chú anh chị. Và một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn hai cô. Chúc cho hai cô là trên đường về Thượng Lộ bình an và bán trái cây thật là nhiều, được bà con yêu quý, là mua ủng hộ cô để sau này cô có thể lên đây để là quyến chú đây nào quý chú anh chị. Hai cô là đem từ dưới Hóc Môn lên nè cái cây của cô nè, măng cục với là chôm chôm. Kêu lên đi, nghe xin hỏi là bây giờ quyến cậu đó, em mới là 6 giờ đúng không? Ghé mà đúng không? Nó 8 giờ là khán giả đó. Đúng rồi. Chúc phúc cho chú ha anh Sô. Cháy không anh? Anh Sô đang thắp sửa là cái hương và đốt thuốc cho chú. Anh thì kêu bằng cậu nhưng em kêu bằng chú, em quen rồi. Đúng rồi, cái đó là mấy bà cậu cô bác hay gọi. Fan cứng của chú Vũ Linh ha. Hôm qua là anh này có lên nhà luôn đó. Gì hả? Ừ. Đúng mà anh, hôm qua anh có lên nhà luôn đúng không? Hôm qua lên nhà là thắp hương cho chú luôn hả anh? Wow. Anh lên mấy lần, nhiều lần rồi mà, hóa là lên ảnh quay à. Bên nhà. Chị Nga hát. Cái này của hai cô ở Hóc Môn. Cái này mình xếp lên đây. Cái này của cô Hóc Môn, cô bán trái cây á. Lát mình xếp một dĩa bánh đi. Mình trồng rất là nhiều luôn đó. Cái gì nhỉ? Giống trái lũ hả? Cái gì anh lũ hả? Rồi coi đây, lại đây coi. Ngày mai là mình xếp một viên bánh luôn nha. Cái này trái gì ta? Giống trái quýt. Quýt xô ma quá à, giống quýt xô ma quá à. À đúng rồi. Tại em thấy nó bán được. Không, cái vú sữa hoàng kim mà bà dạc. Cái này hả? Cái này là vú sữa hoàng kim nha. Hình như một ký tới 100 mấy đồng á.
cầm đây kỹ cho mấy á quý vị chương trình mới ra thôi mình biết là mình xếp không này em mới biết rồi biết hay bán ở trong cái đường đường về Bình Chuẩn á cái đường về ngã tư Bình Chuẩn cái đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn á là nó hay bán vú sữa này nè à. Quá trời luôn, bữa nay không ngờ là Duy Minh tưởng rằng là sẽ ít khán giả đến nhưng mà mình thấy là hôm nay là có rất nhiều bà con cô bác đến là đến đây là viếng mộ chú có chú đang like nè đâu chú đang like đâu cái điện thoại à, đây là gia bên gia đình ha đúng rồi mới dọn dẹp xong ha dọn dẹp phân ha cấm là cho nó ngay ngắn á quý cô chú anh chị hôm nay phải nói chắc một ngày chắc cũng rất là mệt mỏi tại vì ra giờ cô chú gì đông không phải nói là đông rất là đông luôn đó. Cũng như là ít hơn là cái bữa là đại lễ thôi chứ chứ hình như là mình thấy đông nhất trong các tuần luôn á đúng rồi mình không nghĩ là ngày hôm qua là một cuộc chiến đông như ngày qua đông không bằng đúng rồi không ai em nghĩ là hồi nếu mà hôm qua đông rồi á là chắc bà con hôm nay sẽ ít đi lại nhưng mà hôm nay lại cái buổi sáng anh thấy không cái buổi sáng 8 giờ mấy luôn mà chưa có ai hết em còn, nhiều quá. Em còn đăng một cái video lên rất là buồn luôn em cũng như cái cảm xúc mình thấy là buồn quá qua 4-5 ngày rồi không ai về nữa à, không ai ai gì buồn cho nên là khi mà sau cái video đó thì em thấy em ra anh tải xong rồi em vô trong vòng nửa tiếng là em thấy có rất nhiều bà con đến luôn rồi mình giật mình luôn á tầm khoảng 11 giờ là đông nhất đúng rồi cái giờ đó làm như người ta ăn sáng rồi anh bà con là với mấy em vậy đó, sáng, gái rồi di chuyển từ Sài Gòn lên là hai con 2 tiếng 1 tiếng rưỡi đúng rồi tính bởi đi kẹt xe á vừa à, hiện tại bây giờ thì có thể thấy là bà con vẫn đi đến là nó vẫn đi vô đây ai đây ai luôn xung quanh tại rất là nắng luôn cho nên là bà con em chào chị mới đến hả chị chị vui tính quá hỏi cái gì cười luôn quý chị đó. Wow. Chào Lương Vlog nha nãy giờ em đâu em ra quay cầu thành cho mọi người xem xin. Ồ cập nhật cầu thành á cầu thành đâu rồi dạ cầu đó bên này là bên đâu cầu thành đi viếng mộ của Lai hả dạ. À đi qua cầu thành cái đi qua cầu thành nè quý chú anh chị cầu thành là vài bữa nữa là cầu thành để mình hỏi thăm cầu thành chừng nào đi Pháp cầu thành ơi ủa nãy giờ kiếm ông nãy giờ luôn ông đi đâu không biết nữa ủa sao trời nãy giờ con không thấy ông luôn á là đầu tiên là làm Vương Thí Kiều với cậu đó người đầu tiên 1986-87 à ngày xíu tú đạo diễn Lê Mộng Hoàng hay chú ngày đầu tiên phim với ổng chung với cậu hả trời ơi sao mà con không biết luôn á cậu làm phim cái lúc đó như thế nào có thể chia sẻ làm, một tí xíu làm phim điện ảnh Vương Thí Kiều á dạ cậu người đầu tiên hợp tác ơi nhìn chú Thành ủa cậu Thành có đóng một cái vai gì về trong đó không không hả chú là chỉ là hỗ trợ hay sao chứ cậu Thành sản xuất hả con nghe nói là cậu là gì sắp đi Pháp rồi đúng không cậu à con heo chứ đi nào có tiền mua vé về người nào có tiền đi nào có tiền về hôm qua là cậu Thành buồn lắm luôn á tối hôm qua là không dám tâm sự nhiều luôn sợ cậu Thành sắp đó không có buồn lắm hôm qua là đưa tiễn chú có hình của chú chụp chung không à dạ cậu Thành vài bữa nữa đi rồi hả cậu chừng nào mẫu xong mới đi ha vậy là con tưởng đâu là tại vì có mấy bạn hỏi là qua
49 ngày cậu đi, nhưng mà bữa nay mới hỏi cậu là chính xác là vừa qua khi nào làm mộ xong rồi cậu mới đi. Tại vì sao không? Tại vì cậu hành ổng rất là vui nên là lần nào lên đây á là bà con cũng hỏi. Đó. Nhất là anh Trần lên bị chửi qua. Còn anh thì ổng hay chửi anh Trần. Đó rồi cậu. À, đó rồi cậu. Ủa là à, cái này lúc lúc cậu còn trẻ. Ôi, nghệ sĩ quá cậu. Lãng tử ta. Lãng tử phong độ ta. Nhiều lắm. Đi kiếm mình chú vàng đi. Chú vàng Lê Mộng Hoàng. À, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Mộng Hoàng của chú gì. Cái bữa có cái anh gì mà nói cháu của đạo diễn Lê Mộng Hoàng là phải không chú? Đâu biết đâu, thì có thì chắc là vậy. Cái anh gì? Anh Khoa. Cái thằng Khoa hả? Dạ. Nó khủng mà chạy biết đâu. Dạ. Nó khủng. Nó nói khủng biên hay đâu nghe nó. Gì hả? Tàu không biết nhiều khi nó cũng... Nhiều khi là cháu, ổng nói là cháu ruột luôn. Đây có ổng lên đây nè. Nè, chú Hoàng đâu đứng đây nè. Tao cho quay qua đây cho con coi cái. Ờ, hình này lâu rồi. Cái này chơi chú mấy chụp đúng rồi, đi quay phim nguyên. Đi quay phim luôn, trong cái đoàn phim nè. Này hàng đạo diễn Phượng Hoàng. Ồ, chú ngày xưa cũng đẹp trai giống Lý Tử Long dữ hả? Nè, quý chú gì? À, giống Lý Tử Long ghê luôn á nè. Năm xưa của cậu Thành á, cậu Thành. Đúng rồi, giống Lý Tử Long ghê luôn. Nè cả nhà, hình xưa của Thành á. Cậu Thành đúng rồi. Đâu cho bà con người coi cái đi. Có mà tiếng nó có rồi. Dạ, tiếng cậu Thành của rồi đó. Ừ. Đẹp trai quá tất cả. Có mấy tao cậu Thành tập trung với cậu Nam Vũ Linh ở Đà Lạt rất là đẹp ha. Cái cũ rồi ôi. Bên trong thì quý chú vậy, bên trong thì gia đình cũng đã đang mà sửa soạn dọn dẹp bớt những cái hoa mà bị úa quý chú vậy. Có chú cho kỷ niệm gì với người đạo diễn Lê Mộng Hoàng á, cho coi hình đồ á. Hả? Ủa cái chú vậy? Là hai bé này con của gì? Gái, con là con của ai gái? Dạ, con của ai? Của Vũ Linh. Con cháu. Cháu chứ? Dạ. Con nói còn có Vũ Linh, làm chú hết hồn. Gái nó nói lộn đó, con của chị Vũ Linh. Cháu của chú Vũ Linh. Như là con của chị gì? Chị gì nói ai cái quên tên rồi đó. Chị Phượng không? Chị Phụng không? Chị Phụng là chị nào? Bà cái vây trắng đó là con dâu à, con của anh vợ của anh Sô. Anh Sô, con của anh Sô rồi. Ờ. À. Hai đứa luôn. Hai đứa. Anh Sô. Hai gái này là con anh hả? Ờ, không biết luôn, mới hỏi nó con là con ai, con của chú Vũ Linh. Cái hồi nó lộn. Ở dưới này con nè. À. Ông nội chưa? Ông nội. Anh Sô thì em biết mà hai gái không biết. Cũng như cũng không dám hỏi nữa, bữa nay hỏi luôn. Dạ em biết vợ của anh. À, hôm qua chắc ở dưới chắc cũng hơi mệt hả anh? Hôm qua em thấy từ sáng sớm rồi đến tối khuya luôn. Yeah. Mình thấy gì cũng... Hôm qua em ở trên đây em tới chiều tối phải ship. Tại vì anh Niêu thì đi rồi, xuống dưới rồi. Cho nên là không ai. Mà sáng... Sáng tới chiều tối là ở đây luôn. Yeah. À sáng nữa. Dưới đón mấy chị khán giả dưới... Cốc Trăng á, đem bánh mía rồi với nhang rồi lên tháp á. Tới chiều tối luôn chị mới lên tới đây. Rồi em không có đi xuống dưới được. Đúng rồi. Hồi nãy cắm trình báo với ba là ra đốt liền. Thủ tiêu nè. Thôi đúng ra qua mình đốt luôn đúng. Nói chung là đám của chú gì là mình thấy cũng mãn nguyện ha anh. Rồi, nhưng mà sau 49 ngày. Sau 49. Nói chung bà con ai cũng quý chú hết.
đặc biệt em ở đây chia sẻ đây cũng lâu rồi, em cũng trước hồi xưa em cũng thần tượng chú em, mà đó giờ em chú là người đầu tiên mà em lên, em dám lên ôm hung chú luôn. Cảm ơn mấy anh ở đây có gì gió hỗ trợ chứ nhà đâu có lên đây thường đâu, nói chung là em cũng biết điều đó mà. Thì em cũng ghi nhận đó, thường thường anh cũng lên đây cũng cảm ơn mấy chị đồ tới đây nè, mỗi lần tại vì em chia sẻ em biết, nhất là anh Thành đó luôn. Nãy giờ ủa? Tưởng cậu đi lạc rồi trời. Có hành. Có hành. Có hành đi ra ngoài kia bị báo phải. Bị mấy anh em YouTuber chia sẻ rồi. Chụp hình. Chụp hình với fan. Tội. Đúng rồi. Em hả chưa? Hôm qua nghe nói là chị hát cái ca khúc gì mà bà con xúc động quá tàn luôn. Có mấy người lên đây có lên làm cái trò mà lên luôn làm cái trò. Cái đó là cái đó là giả anh ơi, cái đó là giả. Dạ. Đâu có nói được, mình nói là người ta ấy mình á. Dạ. Là bài bốc của em không? Hôm qua em bình luận mà nó có hồng phụ mà. Hôm qua bình luận rồi ở đây. Ôi. Anh đứng cái chỗ cái cờ đúng không? Ở bên Mỹ đúng không? Đúng rồi. Hôm qua thấy bình luận ở đây nè. Trong của cậu đúng rồi. Bình luận ở trang của cờ ở đây. Gia đình lên dọn hoa là quý cô chú anh chị. Xong rồi. Xong rồi cúng thắp hương xong rồi tí xíu chắc về quá. Gia đình cũng đi vòng vòng. Đó. Cậu Thành thì đi qua bên kia rồi. Cậu Thành đi ra ngoài rồi. Ở cục đèn. Rồi anh về cảm ơn anh nhiều nha. Bé thì giống ba, bé thì giống mẹ. Con gái của anh Sô quý chú anh chị. Gái. Giống ba sao mà cao ráo dữ không biết nữa. Hôm qua mấy giờ anh về? 11 giờ anh về. Đúng là anh đứng trước nhà. Cũng đang cục. Ôi anh là 1 giờ mấy giờ. Qua đây xỉn luôn hả anh Sô? Xỉn đâu? Hôm qua xỉn đâu? Không, còn chạy xem ra giờ nổi rồi không sao. Cậu. Rồi chị Ngọc hôm nay chạy chiếc xe màu đỏ nữa rồi. Dạ. Mơ ước kia là... Rồi rồi. Rồi bye ha. Rồi mới bye ha anh. Bye rồi. Chúc gia đình đi thuận lộ bình an nha. Rồi mới bye. Dạ dạ. Ủa cái của anh là cái tên gì? Di Minh Vlog á anh. Di Minh hả? Di Minh Vlog. Rồi rồi. Về luôn rồi cả nhà. Đó, cả gia đình giờ đi về sau khi ghé thăm mộ của rồi thì anh với chị đồ đến đây rồi lên 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 trên lên trên lại lên trên lại xe tới rồi anh ơi xe tới lên lại rồi bye cậu ơi. Xe kìa anh xe kìa anh xe nha anh đó chú anh chị rồi cậu Thành về ủi chú anh chị. Ừ. Trời trong đây cũng còn bà con đang quyến hoa trong đây là quý chú chị quyến hoa và mộ của chú thì trước khi bà con đến viếng mộ chú thì nán là ở lại 5-10 phút để là ngắm hoa quý chú vậy ngắm hoa và chụp những cái bôi hình ở đây để làm kỷ niệm quý chú chị. Những hoa ngoài đây thì nó để chi rất là nắng như mình nghĩ rằng sẽ thiết kế sao để ở phía sau quý chú vậy phía sau nguyên một hàng luôn đó
chung là gia đình cũng đã dời quý cô chú anh chị lên nãy giờ là dọn mộ và lấy những cái hoa héo úa ra và trưng những cái trái cây quý chú vị, rất là nhiều trái cây luôn đó, để là cúng thắp hương cho chú. Thì thôi, video đến đây Duy Minh chia sẻ cũng đã quá dài quý chú anh chị. Duy Minh xin kết thúc tại đây, và trước khi kết thúc thì Duy Minh cũng xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe, và nếu thấy video hay thì nhớ chia sẻ và ủng hộ Duy Minh, đăng ký ủng hộ Duy Minh để lan tỏa những cái video cho tất cả bà con cô bác gần xa được xem. Và xin chào tạm biệt, hẹn bà con lên một video tiếp theo ạ.